Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Ok, so Alex, ok, để mình giải thích cho các bạn. Alex sống rồi, liên lạc với mình 2 ngày nay rồi. Hi gọi qua bên Skype, Hi gọi qua bên Facebook luôn mà mình đang bận kiếm gì đi kiếm vợ, không có giúp Alex được. Bây giờ mình sẽ giúp Alex nha. Ok, so Alex, Alex cần mình giúp cái gì Alex? Hai ơi, là ở trong đây đó nó có 5 đề. Thì ở trong đây trước tiên đó là người ta sẽ biểu là introduce yourself. Okay. Thì em sẽ nói luôn cái phần introduce myself luôn. Okay. Rồi dẫn vô bài luôn. Ok, introduce yourself. Ok. Rồi thử đi, introduce đi. Alright, thử là school. Ok. Hello teacher, my name is Alex. I'm 12 years old. I'm a student in class 6-2. Wait. I'm a student ở đâu? Cái gì? In class 6-2. In class 6-2 hả? Oh yeah. Vậy đó hả? 6-2 hả? Yeah. 6,2 hay là 6,2? 6-2. Okay, that's fine. Okay, in class 6-2. Okay, oh yes. Okay, 6. Okay. All right. I like hamburgers. Sorry. I like hamburgers. Drinks. I like drinking milk because. Wait, Alex. Trở lại cái I like hamburgers đi. I like hamburgers đi. Đó không phải đâu nữa. Tại vì á là khi mà em định nói là ở thích á thì em sẽ thích uống sữa, còn không thích thì em sẽ thích uống bia. Tại vì mà cái kiểu uống không thích uống bia đó, tại vì em có một cái lý do giải thích ra nên em chọn là uống sữa đi. Để uống bia nữa. Really? Thế hệ trẻ bây giờ là vậy đó hả Alex? Ok, rồi. Đâu có. Không, chỉ nói gì thôi chứ chưa uống bia đó. Ok, ok, rồi. Mà trở lại cái hamburger đi kìa, đừng có nói là I like eat hamburger, ok? I like... Uống đi. Uống hả? Không, bỏ hamburger hả? Dạ, bỏ hamburger. Ok, bỏ hamburger rồi, nói lại đi. Ok, rồi sao? I like drinking meals because it's very good. Very good, and I like many times of movie, such an action movie. Such as. Such as. Nó lại câu hồi nãy nha. Okay, nó lại đi. I like drinking milk because it's very good. And I like watching many types of movies. Many kinds of movies. Okay. Types cũng được, nó fine. Types hay là kinds, chỗ nào cũng được nữa. Okay. Types đi ha. Okay. I like watching many times of movie, such as movies, many types of movies. Yeah. Movie scene, movies. Yeah. Okay, such as Action movies. No. Such as action movies. Action movies, animated movies. Science fiction movie, westerns. However, I nào để xin nói rõ cho Alex nha. Mỗi cái đó Alex không cần nói cái chữ movies, okay? Such as action, science fiction, western. Vậy thôi, không có cần để chữ movies phía sau. Đọc tiếp nha chứ. Okay. However, I don't like drinking beer because it makes me tired. Nó cái là cái câu. Bộ có uống rồi hả? Mới biết cái cảm giác hả? Không chưa. Tại thấy mấy người ở quê uống tội rồi bèo nhèo hết trơn. Bộ biết uống bèo nhèo mà sao mà nói là it makes me tired? Tại
lại thấy lại ở là chị được rồi chứ chưa Ok, uống. vậy Alex nói nè, nói là I don't, how about this? I don't, nói gì nè, Mà nói gì là cái nè, này mình I nói think, không sao? không có ai đi đến nhà mình hỏi thăm đâu, Không ai đi đến thờ hỏi thăm lần sau. là mình nói á, là người ta chỉ cần nghe thôi chứ người ta là có thể giả bộ nữa cũng được. Ok, rồi, ok, cũng được nữa, ok. Không cần thiệt lắm, phải không? Ok. Hiểu rồi, hiểu rồi. I don't like drinking beer because it makes Now, me tired. Watching horror movies because Very scary. Đúng scary. That's all about me. Thanks for listening. Now. very scary. Thanks Thanks. for listening. Thanks. 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 See, not thanks for listening. Thanks for listening. Em play lại đi. Thanks Thanks for listening. for listening. One see, yeah. One see, one see. Listening. Ủa sao sao không có nghe gì ta? Ok, I guess cái Miro. Ok. Ok, good. Thanks for listening. Vậy đó. Thôi rồi, gọn đi, tới đi. That goes about me. Thanks for Ờ, listening. cũng thanks à, cũng than hả? Thanks, Thanks. thanks. Thanks Đúng rồi, thanks for listening. for listening. Mà cái chữ thanks này đó xì nó, thanks for listening. Giờ có cái câu này. Thank you for listening. Very good, new Now I will tell you about my school. xì nữa. Nào, My đừng có school, school, con cua, school. school. Now I will tell you about my school. My school's name is Lạc Hồng Hà Xì nữa, is. Secondary School. Is gì Yeah, tên? cái chỗ my school rồi my school's name đúng Đúng rồi, my school's My school's name name. is Lopatau Secondary School. Cái gì? Cái gì? It's Love what? on Highway 18. Okay. There's a lot of things around my school, such No. as Okay. Things, trees, things, things. houses, shops, streets. In my school, it has 1,200 students, 78 teachers, 36 classrooms. Okay. Hold on, mới bắt đầu đó là things, đừng có things, nó là things, cái này là thousand, thousand, chứ không phải là thousand, okay. Nhớ nha, thousand, nó lại thousand, thousand, Thousand. yes, 1,200 students, One thousand two hundred students. 78 teachers, ready nè. Không có 36, nó là 30, 36. 36 Đúng rồi, yep. classrooms. There's everything in Everything, everything. Ủa sao chữ tiên này giống chữ tiên quá nhỉ? Thing, tờ, thing, thing, thing. Còn Nó là cái tiên là thing, tiên. không có thing, không có âm thing. Không có Things. thing, everything, everything. Tới Everything in the school yard. Trees, flowers, and a pool. Okay. There is đọc là sao chứ? There's gì? There's There's a pumpkin that sells a lot of food.
Moreover, there are many special rooms, computer room, music room. Many special rooms, see nữa. Rooms. Wow, rooms là tiếng S. Rooms. There are many special rooms, computer room, music room, teacher room, Computer, computer. computer room, Rồi nữa. computer room, music room, teacher room, library. Teacher's room. Oh, teacher's S, Đúng rồi, teacher's room. Teacher's rooms. Nghĩa là teachers rồi nghĩa là phòng của giáo viên đó luôn. Đúng rồi, teacher's room. Teachers rooms, library, the classes start at 7:10 a.m. and finish at 11:30 a.m. I 30, feel 30, 30, 30. And finish at 11:30 a.m. Tớ, I tớ, feel my tớ, feet. tớ, tớ đi. 30 a.m. I feel my school is very beautiful and modern. I love my school very much Cái because gì vậy? I feel my school làm sao? I feel my school làm sao? Và tôi feel Feel là cảm giác đó hả? ok cả anh dạ No, thấy I think thì không phải tiêu việc mình á, mình cái mình cảm giác là cái à, trường nó tại vậy. vì trong cái đề người ta hỏi là feel nên mình phải bắt buộc mình phải viết vô Cũng tiếng Anh để nó mình cũng nói là cái feel. cũng tiếng cũng được nữa, tiếng cũng được nữa, nó gọn thấy hơn, nó thấy rõ hơn. Think. Tại chắc trường người ta cho như thôi mình đọc theo để mình lấy điểm. Như Thì là nãy giờ nói feel rồi, bây giờ phải rõ tiếng chứ, nó đi đâu gì đâu. sợ tiên ở trên nó lộn với thiên ở dưới nữa. Tại cái này là think, cái này là thing, nghe nào, think với lại thing, thấy nó ngắn không, cái chữ ở trên nó ngắn, cái chữ ở trên đó think Có thing. dùng giải thích thời làm trang chính trị là trang chính trị chứ. Ok, làm sao Rồi nào, tiếp đọc lại, tiếp nha. ok, tiếp lại đi. I love my school very much because of these things. I will be keep my school Clean, clean. clean. Cat nó Clean. clean. Yes, Clean. very good. Yeah, clean. Như vậy, nếu như mà người ta hỏi một câu đó là bạn làm thế nào để giữ cho môi trường bạn sạch đẹp đó là mình trả lời sao chứ? Môi trường ở đâu, trong trường hay là môi trường xã hội? Môi trường mang sạch đẹp. Môi trường đẹp á hả? Rồi sao mình trả lời sao hả? Nghĩa là người ta hỏi là bạn sẽ làm bạn phải làm gì để giữ cho ngôi trường của bạn sạch đẹp? Ồ, ngôi trường là cái nhà nhà trường đó phải không, cái trường đó phải không, Để giữ cho trường. thì mình không có phun nước miếng nữa, mình không có tè bậy bạ, không có xả rác. Nếu mà ở trong trường mà tè được chắc mấy người mà gấp quá ta cũng làm đại luôn Hồi nhỏ rất là ok. Ok, nói gì nào, mình nói là well, nói gì nào, I will help to pick up. How about I will help to clean my school, such as picking up litters and volunteer to help teachers to clean my classroom. Ủa vậy là mấy cái chữ viết là nó liên kết luôn hay là nó tách 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 gì? Liên kết luôn. Bây giờ mà tới nỗi bây giờ anh là không có cái mic nữa đó. Vậy hả? Đây, được chưa? Nét xong chưa? Để anh là đi vô đó. Nói chung là gì đó kêu Mình nói gì là nào, có lẽ if a friend, if I see, nói là if I see a friend litters, okay, I will call công an, okay,
Rồi. And volunteer to hay là about To. to, Okay. yeah. Một chiếc chuột. So litter là xả rác, right? Nếu mình thấy bạn mình xả rác, mình sẽ gọi công an, vậy đó. Ủa, cái này là gọi công an hả? Chuyện không có. Trời ơi, diễn Không viên nghe có. bậy bạ Nói luôn. gì nè Vậy vậy chứ. if I see a classmate litter, I will ask them to stop, you know? See? Okay, được không? Let's yeah, được Okay. được 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 Alex đang làm gì hả? Alex đang ngồi, đang viết bài. được 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 thì, được được thì không lẽ đang đi chơi. Khổ ghê luôn á. Sao sẽ biết? Ủa, bộ giờ chị nữa mình lên mình nói với ta công an luôn hả? No, vẫn chơi cái câu đó, vẫn chơi. Bỏ cái câu đó ra. Oh my god, bỏ câu đó ra đi Alex, nãy sức vẫn chơi. Oh my god. Cái câu thứ nhì đó, cái câu cuối kìa, cái câu cuối kìa. If I see a classmate litter. If I see a classmate litters, I will ask them to stop. À, giờ là Alex đang hội tụ những người mà nó kêu là Hỏi tụ. giỏi anh văn nhất trong lớp đó. Vậy hả? Really? Alex là một trong những người đó đó hả? Nhiên Alex đó anh. Wow, this is very good, Alex. Rất là hay. Tiếp ra để sau Sao? là My House My house, rồi sao nữa? rồi còn My Best Rồi, Friend với lại gì vậy? My Best Friend rồi Our Sao? Test Dạ. Holiday rồi Mình không có đủ thời gian để làm cái đó. Bây giờ làm hai cái này được không vậy? Đủ không? Hay phải làm hết không vậy, Alex? Neighborhood rồi vậy đi là giờ Alex không cần như là chỉnh sửa chỉ cần đọc sơ qua coi giết mình coi đúng ngữ pháp không là được rồi. Ok, đọc coi nha, đọc bài hai bài nữa đi, tại vì mấy bạn cũng đang chờ đi. Ok, đọc rồi. Ok. Rồi anh là xin lỗi mấy bạn nha. Không, mấy anh chị cũng hơi lớn. Thì đọc Rồi, đi. Oh nói my đọc god. là không đúng Ok, đọc đi, ráng đi. My house is in the countryside. Is a country house. There are a lot of Things, things. Để viết đi. Tờ Tờ, tên. đúng rồi, để viết chữ tinh đi, để cho nhớ, chứ mất công lơ một hồi cái xong rồi sổ ra ô tô luôn, xong rồi ting 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 thousand thousand thank you luôn. Alex nói gì mọi lần cái tiếng anh Giang không biết Alex chọn ra biết bao nhiêu cuốn tập đấy nên cuốn tập của sếp rồi cái cuốn tập của mấy cái môn như vậy gọi cho miễn là anh Giang đó Alex dọn ra bởi vì mỗi cái anh Giang là cái bàn nó đầy Ok rồi. there are a lot of things around my house such as trees, houses, streets, green fields. In my house, there are 8 rooms, living Nào room, nào nào nào, five nào. À, cái room á, nhớ bỏ dấu quyền xuống. Living rooms, bedrooms, bedroom vậy đó. Bedroom nha, cái âm dream. Bedroom. living room, five bedrooms, two bathrooms, a kitchen. Right. Very good. But I like my bedroom best because it's very beautiful and convenient. There's, well, there's. there's an air conditioner, a big bed, two fans, a desk, and a bookshelf. I think my house is the I think. Thanks. I think.
I think my house is the most beautiful and hãy chữ này đưa lên chiếc Nào cái dừng chữ đó đấy. là beautiful, đừng có beautiful, nó là beautiful. Beautiful. Beautiful, Beautiful. for, beautiful. Okay. Beautiful. Mà viết sai rồi. Okay. It's Không phải, cold. không phải. So sánh, so sánh. Cái gì? So sánh là cái gì? Thằng nó viết sai trời. Coziest. Coziest. I'm Z. I think my house is the most beautiful and coziest house in the world. In the world. In the world. Đúng rồi, nó phải vậy đó, world. In the world, rồi qua đề đề ba nha sĩ. Okay, wow. Đẹp hơn cái nhà của Bill Gates nữa hả? Yeah. Đẹp hơn cái nhà của Bill Gates nữa hả? Nó là ý nghĩ thôi. Okay, Ấm okay, cúng. Rồi, okay, rồi, hiểu rồi. Rồi tới my best friend nha. Okay, best friend đi. Okay. My best friend is Khải. Khải. David. Tại nickname của bạn nó là David mà. Okay, David. Thế rồi mà bạn nói là cũng là một trong những người mà học giỏi tiếng Anh trong lớp của Alex. Yeah, wow. Okay, very good. Nhưng mà cái phần về speaking skill của bạn đó nó cũng hơi thấp. Dạ hả? Ủa? Cho anh em hỏi tại cái vì trình trình Alex học với chuyên siết mà speaking skill của Alex là học với siết cho nên phải giỏi hơn rồi. đương nhiên là Ok ok nói đi. Okay, tiếp tục. Dung như vừa trầm bẩn không hứng. Ok rồi, đến đi. My best friend is David. Is nhớ is David. David. Day David. Yeah. Day David. David. David mình đọc là David. Yeah, David, như con vịt vậy đó, David. My best is David. He's 12 years old. Okay. He's a student in classic 2. He's rather tall and fat, but he's very cute. Oh, I'm fat. Okay. Mập lắm. Mập có ngày ăn với đồ chiên hoài luôn. Trời trời trời, bởi vì lý do là gì đó. Yes, đúng rồi đó, đồ chiên á, ác lắm. Yes. Thích đừng vậy, thích mà vậy là em buồn lắm. Ok, tiếp tục đi. Khổ ghê luôn. Là mất hình tượng. He has a short curly hair. He has a round face and black eyes. Besides, he's very brown eyes. Không có black eyes, brown eyes. Ủa, mắt đen mà sếp. Việt Nam mình thấy gì đen đen cái tắt mắt đen mà thực sự là brown eyes. Còn black eye biết là cái gì không? Yeah. Black eye là ai cung tay giọng vô mình một cái bị bầm con mắt đó, cái đó là black eye. Okay. Brown eyes. Yeah. Hoặc là brown. dark brown eyes. Brown. Hoặc là dark brown eyes. Nếu mà mình cái này mà mình đi ra mình nói với giáo viên người ta có hiểu không? Yes, dark brown eyes. Họ sẽ hiểu. He has a round face and brown eyes. Besides, he's very friendly. Từ này với kia Alex lên cái trang gì nè. Okay. 70 từ nói về tính cách của con người nó chính được từ này nè. Okay. Polite. 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 Besides, he's very friendly, polite and hardworking. He usually have has. Cái chữ này nè, đi cái hát. Ha, xuống dỗ. Has. Yes. Has. Không, Hét á, kêu giúp đỡ, hét. Cái này đó là hả? Ok, nói chữ con heo đi, heo. Heo. Heo, xong rồi help. Help. Yes, help. Nói help. 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 He usually have. Ủa, còn chữ S rồi mình đọc sao chứ? Còn chữ gì? Còn chữ S hả? Chữ S cuối cùng á. Yes, helps. Nín hơi lại xong rồi xì nói cái helps. He usually helps. Đúng rồi, đúng rồi, sức im là đúng rồi đó. He usually helps me with my homework.
He likes playing football and he likes English. Moreover, his English is very good. English, thì nó là cái English. Rồi để ghi làm dấu. Okay. Moreover, his English is very good and he speaks English fluently. I like David very much because of these things. Oh no, things. Thấy không? Things. Things. But no, thing. I'm tay đẩy things. Things. Yes. I like David very much because of these things. Of these things. Of these our things. Friendship forever. Huh? Forever. Cái gì? Forever. Forever. Yes. Very good. Forever. Yeah, forever. I will keep our friendship forever. Yes, I will keep our friendship. Sử dụng friendship. Friendship. Forever. Friendship. Tới khi nào đến lộn thôi. Okay. Rồi còn nữa chứ, người ta sẽ cho con một câu khóa trong đó là bạn sẽ làm gì để giữ cái friendship của bạn. Okay. Rồi mình trả lời xem. Trời trời trời, đâu có biết đâu. Thì nó là, nó gì nè, I like to spend time with. Không, chứ người ta hỏi là what will you do gì? Nói chung là bạn sẽ làm gì để giữ cái tình bạn của bạn gì đó. Tình bạn của bạn hả? Kiss him, Lana nói. Trước là có gặp câu hỏi sao kỳ mà quên câu hỏi nó viết sao mà biết nghĩa tiếng gì. Ý là sao giữ tình bạn á hả? Dạ tình bạn, mình muốn họ hỏi là mình cái cách mình giữ tình bạn á phải không? Như là mình sẽ làm cái gì á để mà giữ được cái đúng tình rồi bạn. Để làm gì để giữ được tình bạn á? Keep your friendship. Yes, thì nói vậy là I help my, nói gì, me see, I guess we help each others. Also we hang out with each other. Nghĩa là cái câu we help each others nghĩa là gì? Each other bỏ đừng có bỏ để chữ s nha, sorry gì sai. Yeah, we help each other là chúng ta giúp đỡ với nhau, chúng ta đi chơi với nhau vậy đó. Also we hang out with each other. Ủa, other không có other trên không có s. Không có s, đúng rồi, bỏ s ra, sorry mình viết nhầm bấm nhầm. Yeah, like that. Con trai mà hả? Đấu kinh tâm sự, con trai đấu tâm sự đúng không? Gái thì tâm sự, con trai đấu tâm sự đó. Tâm sự. Con trai quấn lộn như thế hả? Ngày mai mà Alex bóc trúng cái đề bạn này một cái hả? Alex làm lừng danh sách nó hết. Là sao? Nói chung đó là cả cái lớp của lớp số 2 của Alex là hầu hết đều biết sách. Alex giới thiệu. What? Cái lớp biết sách hả? Đa số. Really? Wow, đã nhỉ? So nice. Mà mấy bạn nó làm biến chứ tiểu lên coi cái này. Ôi ơi, thằng bạn đó nào Mỹ. Nói à, người Việt Nam mà tâm hồn bên Mỹ. Họ nói Alex là vậy đó hả? Dạ, vậy luôn đó. Really? Trời ơi. Kệ hả? Dạ, kệ đâu sao đâu nhá. Mình học tiếng Anh mà, nhá, nói gì đâu. Mùa gá đẹp. Yeah, kệ họ, yes. Mất kìa, cái bạn ở đây ghi nè. Người ta ở Mỹ mà. Mày Mỹ mà. Rồi, tết về cuối cùng, áo ở Tết holiday. Ok, rồi, nhanh đi, ok, rồi. Ngày bồn. Ok. Tết, Tết is
Ừ, mà không đúng. That is. Dead. That Dead. is. Dead is. Cái chữ I, chữ A đó là Yeah, sao nhỉ? T-E, that is, well, nếu nhanh that is, like, À, that is em đi. one of the biggest holiday in Vietnam. That is the One of the biggest holidays. Ủa, holiday có ớt nữa hả? Yes, one of the biggest, right? One of the biggest là một trong những. Right. That is one of the biggest. Đây, đây. That is. Không. Cái chữ test y á, mình làm sao mà để cho mình nếu 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 mình lên mình dò lại mình biết đó là that is. Bỏ âm đi chính giữa. That is. That Để viết cái âm đi, lấy cái mà viết bút chì đó, viết để cái âm đi ở phía trên tí xíu này cho mình nhớ. is. Bây giờ nói với anh này cũng không biết vẽ hình minh họa. Right. That is one of the biggest holidays in Vietnam. That is celebrate. Cái chữ mà Celebrated. celebrated. That is celebrated. And so. Celebrated. Ủa, celebrate là tổ. À đúng rồi, đúng rồi. Celebrate có phải là động từ không? Chứ là tính từ đúng không ạ? Có chữ S không vậy? Dạ không. That is. That is, đúng rồi, that is, cái chữ S này phải không? Thì đọc nguyên câu đi, xin lỗi chưa? Đọc đi, gọi đọc tiếp tục đi, đọc đi, just go ahead. Celebrated at the end of January to the beginning of February. Đúng rồi, February. February. Không, bây giờ xin lỗi luôn đi. Not February, oh sorry, February. Rồi, dưới chờ 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 chờ, dưới sai đi. February. Rồi, nó. Cái từ này rất là khó đọc. Yeah, February. February. Of February. Cái chữ N nó quá lớn. Đây. February. February. Làm sao cho đúng đó? Đúng rồi, thứ yên là đúng rồi đó. Nhớ phải, nhớ phải. Vậy đúng. Before Tết, my family and I will go to the market to buy new clothes. Very good. Không phải là clothes hả? Cái gì? Cái gì? Cái chữ nhiều đồ đạc, đồ mà To nhiều buy lắm. new clothes, vậy thế à? New clothes, vậy thế. Clothes, flowers and red. Ở mặt cái chữ này. Red gì? Cái chữ này nè, đây con bé được chữ gì chưa? Nè, chữ này nè. Okay. Envelopes. And red envelopes. Đúng rồi. We will clean. Clean. Đúng chứ? We will clean. Đặt đến âm chỗ này. Okay. We will clean and decorate our house. Very at that, my family and I go to On, on Tết, on Tết. Ôi, wait, Tết nói chung ở cái ngày giao thừa hay là nguyên trong mấy ngày Tết? Nguyên nguyên Ok, gì? ok. During Tết. Ủa, tại sao mà giáo viên còn trong nhịp đa số đã nói trước đa số việc giáo viên đa số giáo viên trong trường có là dạy là áp Tết không ạ? No, during Tết. Nghĩa là gì? During Tết là trong trong Tết á. Trong những ngày Tết á. Là bỏ áp Tết thôi. À, bỏ Tết. Nếu at Tết á, thường khi đó là một cái địa điểm gì mà chính xác thời làm như ví dụ cái ngày đó, ngày Tết là mùng 1 đó, có thể đó là at Tết. Còn nói chung là từ mùng 1 đến mùng 2, mùng 3 thì during Tết. Thế rồi cái này mình như là mình nói áp Tết nhưng mà tại vì là sau nó là mùng 1 làm gì, mùng 2 làm gì, mùng 3 làm gì. Nó nói during Tết đi, đúng hơn during Tết. Ở bên đó là có ông thầy nghĩ kia là như là however là bất cần bạn sao cũng được đó. Cái đầu thầy đó nói ủa however là nghĩa là gì vậy, em nói thuyết dạy là however là sao cũng được bất cần bạn đó. Cái thầy đó nói always
như là ship luôn luôn đúng đó, thầy đã biết ship đó. Uy tín gì vậy đó hả? Tại vì thầy đó cũng biết ship nữa. Oh really? Well, actually, however, như wait, phải xin however, tùy theo nha. Whatever, however, đừng có nhầm đó. Hình như Alex nhầm rồi đó nha. Ở này đâu có nhầm đâu. Dạ hả? Okay. Thôi vô tự nhiên đúng Tuy không ạ? nhiên, yes, however, whatever là cái gì cũng được hết á. Bất cần, cái gì cũng được Yes, bất kỳ, yes, whatever, cái gì cũng được hết. Yeah. During death, my family and I Ui, go tính to ghê luôn á. the burial and visit relatives. Besides, we will eat a lot of good food. Moreover, we will get lucky money from the older people. Đúng không thế? From The nói như là from our elders. elders. From Elder our là elders. Elders những người lớn đó. người lớn hơn, còn older. Same thing, older older relatives là mấy cái người lớn đó. Mà cái này là elder nó gọn hơn. Okay. Elders, không phải là olders nha, elders. Yes. Elder, elder people. No, no, no. Elders vậy thôi, không có people gì hết á. Người cái đó là cái danh từ. Elders. Moreover, I will get lucky money from the elders. However, I won't play car all night because it makes me tired. I also won't bring home a black cat because it will not Quý vị, Quý không make cái gì cái black gì quá, hả? cái khi mà mình đang đọc cái tự nhiên đối tượng không biết nhường lại nó không hay tiểu tiểu đó đọc xem Succeed. Succeed. yeah Ủa, cái câu đó làm it sao? Nó đi. Ok. Đó. and I also won't bring home a black cat because it will not succeed No, in ý là không có được cái the đem ý nó là không có đem cái con màu đen, cái con mèo đen về phải Dạ. không? Ok, nói như À, nào. Ủa, con màu bởi đen ở đâu có nhiều mà sao đem về vậy? À, nghĩa là không có đem ra, sẽ không có đem con màu đen về nhà. Bộ con màu đen nó đi đầy đường hay sao mà gặp nó hoài mà nó đem về nhà? Cái con mèo đen ở giống như mình tới mình gặp con này, cái mình đem con này dĩ người thấy cái thú cưng gì đó. Đâu phải đi đường mà gặp mèo đen. Hồi đó giờ suýt Vừa chưa gặp được cái con màu đen mà suýt về nhà. à, Ok. khác mà khác Ok, đen. rồi, nói gì nè. Nói gì I won't. Đúng hơn ha, I won't bring. Ok. I Home won't a bring home a black cat. Right. because it Because will not cái chữ nãy là đặt No. It will be unlucky. It will be unlucky. Yeah. Là không có hỏi là xui đó, bị xui đó phải không? Bị xui đó. Unlucky hả? Right. Trời ơi, cái câu có xếp ngắn với cả bốn năm từ Đây luôn. nè, I won't bring home a black cat during Unlucky. that because it will be unlucky. Rồi, đọc nguyên cái câu này đúng hơn nè, nói câu này rõ nhiều luôn á. I won't bring home a black cat during death because it will be Yes. unlucky. Không được đổ rác ra hoài nè. Ok, cái bữa đó Dạ. không có được quét rác nè, phải không? Dạ, là sao? Mấy cái bữa Tết đó, mình không có nên quét rác, đem rác ra ngoài đường bỏ. Không được Dạ, quét dạ, nhà, dạ. yeah, không được quét Không nhà. không, không được ăn ăn tôm nữa. Ủa, really? Không được ăn tôm nữa hả? Dạ, tại vì con tôm đi lười mà xế. Con tôm nó đi Không, gì? Nó đi ăn đi ngược tôm lại đi đó tôm đây hả? Hồi đó giờ mình chưa là cho hồi đó giờ ăn mình luôn chưa mình nữa khác đừng có ai ăn ăn tôm nhé Really? Hồi đó giờ mình chưa nghe cái đó. Đi không lùi hả? ăn tôm con tôm đi lùi đó Ok, vậy là con nghêu cũng đi lùi nữa nè. đâu không cái con mèo là tại vì nó một Cái bé con nghêu cũng đi lùi nữa, con không ăn nghêu nè, con cua cũng không nên ăn tại đi ngang thôi nè, nó không bước tới, nó đi ngang nè. đúng luôn
như còn nữa cực, cái con mèo á là một là do mà màu lông nó đen không may mắn, còn hai là nó kêu meo meo việc lái với cái từ nghèo nghèo đó. Còn may mắn nhất là khi mà Tết là con chó nó sủa gâu gâu gần nghỉ giữ gon gon nó vàng ấy chứ. Really? I didn't know. Ăn tép có bạn Oh nhất my tịch god. thì hay như là nó là ăn tép, Oh miễn mà con đi lười ăn không được đó, dòng họ tôm con nào đi lười ăn không được god. Vậy đấy. con nghêu nó đi lùa nè, con nghêu nó đi lùi nè, có ăn không được nè. Right. Thì phải không ăn tôm. Gấu gấu thì giống gấu gấu. Ok, tiếp tục đi. I am so sorry. Con This chó is sủa gon no, mà con chó bên Mỹ nó sủa là woof woof rồi sao? Mỹ thì nó là con chó nó sủa là woof woof. vậy con nào sửa quốc quốc thì tống khỏi nhà lấy con đi gon gon Lỗ tai của vô người cái Mỹ á, họ nghe cái con chó của Mỹ sủa là woof woof, nó đâu phải là gấu gấu đâu. đó. Nhưng mà bên Việt Nam mấy con chó kia nó gặp thì nó gặp ăn trộm đứng yên đưa mặt là gấu gấu Ok rồi, ok. Tiếp tục đi, đọc tiếp tục đi. Oh my gấu gấu. god. Khoan để viết câu trên mấy bạn mấy anh chị ở trong room viết nhiều quá. Thật ra là gì nhỉ? Là mình lên là mình 12 tuổi mà trong room này á, như mình vô sao đi mà điều gì mình 12 tuổi mà mình không biết cao danh dưới cánh của người ta là bao nhiêu tuổi, mình lịch sự mình cũng phải nói là em Yes, yes. đó là lịch sự đúng không ạ? Đúng rồi. Yes. Luôn đúng. Nếu đa Nhưng mà số người ta mình biết là mình trẻ, yes. Ước gì mình đang trong tình trạng của Alex. Ok rồi, xong chưa? đang viết nãy giờ và chuyện Ok. this will be từ rồi sẽ như bỏ lại nha tá này cho bỏ nha. Hả? Cái gì? Bảo lãnh Alex hả? Ok. Thiệt tình. Bảo lãnh là nước bảo Rồi đọc lãnh. tiếp. Không biết bảo lãnh là I sao. love Rồi đọc tiếp nào. Rồi. I love that very much because I will nail a lot of money and And eat lots of, lots of gì? Okay, where? lots Okay, yeah, of okay. cái Trời Ờ, ơi. Gõ tiếng Anh. tiếp cũng được. I will have a lot of Rồi. money and eat lots of delicious food. Yes, đúng rồi. Yes. Cái chữ trên cái chữ ở giữa chữ ớt với chữ phút là đọc sao? Delicious. D. Delicious. Yep, đúng rồi. Delicious. Yeah, I'm sure, yeah. Delicious. 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 Yes. Okay. I love that very much because it Much nature, no, okay, much. much Much, uh-huh. much Right. I love that very much because because I will have a lot of money and eat lots of the delicious food. Delicious food. Delicious. De Delicious. delicious. Delicious, lots of delicious food. Yeah, đúng rồi đó. Còn cái này vô hút nữa. Cái gì? Nhiều phải chuẩn bị cho này nó. Rồi, được Nhưng chưa? Xong rồi phải mà không? dạ. Xong rồi phải không? Ủa, bữa nãy giờ lâu lắm rồi sếp. Yes, 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Không biết mấy bạn trong trung không biết mấy anh chị trong trung có giận không? Giận Giận hả? à. Quá. Xong rồi. Yeah, it's pretty good. Good rồi đó, Alex. Don't worry. Được rồi. Thôi thôi kìa, người ta giận quá trời luôn kìa. À, đúng rồi. Họ một hồi họ tẩy chay luôn á. Nó chơi trong có. Ôi. Được, được rồi, ok. Thôi. Cái hộp ra còn còn một đề nữa. Thôi, thích qua chó nói với mấy anh chị cái. Ok, nói gì nữa?
là cái vay của em là bên sẽ có đó là Alex Nguyễn là em muốn thành lập cái team mà là cái team anh Văn đó. Là mấy anh chị nào mà vô thì vô nha, được nghĩa kết bạn là được Văn. cái 100% nó chỉ bằng tiếng Anh Là thôi, như Alex là anh người hiểu lãnh đạo vậy, làm ra cái team Anh Văn khổ ghê luôn. đúng nhớ nha, nhớ nha. Ok, rồi nè, quảng cáo nè, ok. Đó. Rồi rồi Ok, rồi cái đó của Alex đó. nhớ nha, nhớ Ok. Alex Nguyễn. Rồi, so Cái Alex lãnh đạo là một cái team Anh Văn. Nếu bạn nào muốn học tiếng Anh với Alex, ok. Alright, thank you Alex. so thank you for talking to me. Thank you. Đừng có thank you. Thank you. Thank you. Làm ơn Alex. Lấy cái bút chì ra. Viết chì ra. Dạ. Mỗi cái âm bắt đầu TH, Alex á, viết lên cái âm T ở phía trên giùm dưới đi. Tên hả? Phát âm mỗi cái chữ nào bắt đầu cái âm TH á, viết lên, lấy cái bút chì á, viết lên ở trên nó cái chữ T để cho nhớ là phát âm T giùm đi. Với lại tin nè, these nè, this nè, thank you nè, something Để em nè. nói lại. So thank you for talking to Very good, thank you. me. Rồi, Rồi. cho thì xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà có anh chị nào mà muốn tham gia team anh Văn cùng lý thì lên Facebook check Alex Nguyễn, chọn vô cái hình mà có cái máy kéo này, có mấy đứa nhỏ Alex là cái thằng ngồi đầu tiên đó. Không, mà cái hình đó không phải là Alex hiện tại nha, Alex hiện tại còn khác, Alex có Alex hiện tại là đẹp trai hơn nhiều, hồi đó chỉ là hồi nhỏ thôi. Rồi thế các bạn là mong anh chị là chat tiếng Anh nha, tiếng Anh Ok rồi. Anh chàng đẹp trai đó. Ok rồi. Bởi vì nhìn Alex nha, giống giống xí hồi còn trẻ ghê luôn từ từ tôi nghĩ Alex nói là vậy nha, á. từ từ Ok. đẹp trai hơn. Rồi Ok bye xíu, rồi, rồi bye. Rồi. đẹp trai như xíu cái đó mới được, Bye, chứ you're welcome. Bye còn bye. My God.